ơn quý vị và các bạn đã đến với Let's Style là của phong cách. Các bạn thân mến, thời trang luôn là nơi để cái đẹp, nghệ thuật, sự sáng tạo và tính ứng dụng gặp nhau. Đó là một mảnh đất rộng lớn mà càng đi thì chúng ta càng cảm thấy sự mênh mông và thú vị của nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những mảnh đất lạ của thời trang, nhưng trước tiên hãy đến với Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào các bạn, mình là Hà Phương. Hiện tại công việc của mình là một người mẫu ảnh và mình cũng đang theo học tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, khoa thiết kế thời trang. Bắt đầu từ những năm cấp 3 thì mình đã quan tâm và đã luôn muốn là bản thân mình có một cái phong cách riêng để khác biệt với cả mọi người, không bị chìm giữa một đám đông nào đó. Mình thì không có một phong cách thời trang nhất định nào cả. Mình luôn thay đổi bản thân theo mỗi ngày và mỗi concept khác nhau thì mình sẽ lựa chọn những bộ trang phục khác nhau để bản thân luôn được mới mẻ và không bị nhàm chán. Mình không có lựa chọn một phong cách thời trang nhất định nào cả. Mình luôn thay đổi bản thân, luôn lựa chọn những phong cách khác nhau để luôn được tươi mới và không bị trùng lặp. Nhưng mà trong tủ đồ của mình luôn ưu tiên cho một phong cách, đó là dark wear, tông màu như trắng và đen, vì thực sự là rất đam mê hai tông màu đó. Để xây dựng một phong cách thời trang như hiện tại thì mình chắc chắn là cần cả một quá trình rất là dài, từ để tìm hiểu, tìm tòi, rồi học hỏi từ những nhà thiết kế, từ những stylist lớn để xây dựng được cho mình một phong cách khác biệt với mọi người hơn. Khi mà đi làm, đi dự sự kiện thì chắc chắn là mình sẽ chọn những bộ đồ mà để gây được ấn tượng tốt hơn từ phía những người làm việc chung với mình, như những bộ đồ cá tính hoặc là những bộ đồ công sở, thì đấy là tùy thuộc vào từng nhãn hàng, từng cái concept mà mình cần biết đến. Còn về đi học hoặc là đi chơi thì mình sẽ chọn những bộ đồ thật là giản dị, nhẹ nhàng, thoải mái, năng động. Khi lựa chọn những set đồ để mặc thì mình sẽ không quan tâm đến thương hiệu của chúng. Mình sẽ quan tâm đến màu sắc, chất liệu và kiểu dáng. Và quan trọng đặc biệt đó là cái cách phối đồ, cách mix đồ với nhau để nó tạo được một cái phong cách đẹp và là của chính bản thân mình. Thực sự thì với công việc người mẫu ảnh của mình giúp cho mình rất là lớn trong cái định hình phong cách thời trang của mình. Bởi vì là khi mà làm một người mẫu ảnh thì mình được tiếp xúc với rất nhiều các phong cách, các hãng thời trang, rồi những stylist nổi tiếng. Từ đó thì mình học tập được rất nhiều và tích lũy được rất nhiều về các phong cách thời trang khác nhau. Mình có lời khuyên cho các bạn mà đang muốn định hình được một phong cách thời trang của bản thân, đó là các bạn hãy tìm hiểu và hãy định hình cho mình được một phong cách thời trang nhất định để mình không bị chìm giữa một đám đông nào đó. Và hãy cứ tự tin, hãy cứ là bản thân của mình, hãy thể hiện cái tôi của mình trước mọi người, để từ đó thì các bạn có thể tự tin để làm bất cứ một việc gì mà các bạn yêu thích. Khi
vọng sau những cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có thể định hình được một phong cách thời trang riêng của bản thân và hiểu thêm được về phong cách thời trang Dark Wear. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style, Nàng Của Phong Cách. Nếu là một nhà thiết kế thì bạn sẽ ưu tiên yếu tố nào trong những bộ sưu tập của mình? Đó là sự sáng tạo hay tính ứng dụng? Hãy cùng gặp gỡ với những nhà thiết kế ngày hôm nay. Họ trẻ trung với rất nhiều những ý tưởng độc đáo nhưng cũng là người vô cùng thực tiễn. Và hãy xem sự lựa chọn của họ trong thời trang là gì. Tôi xin giới thiệu nhà thiết kế trẻ Thu An ạ. Và biên tập viên thời trang Tuân Hiểu Anh. Đầu tiên thì chắc là sẽ hỏi Thu An rằng bạn sẽ ưu tiên sự sáng tạo hay là tính ứng dụng ở trong thiết kế của mình? Em luôn luôn là một người là em muốn có cả sự sáng tạo và cả sự và tính ứng dụng ở trong thiết kế của mình. Đối với em ý, thiết kế tức là mình tạo ra một cái gì đấy mới, mình mang cái sức sáng tạo và cái tôi của mình, cái khác biệt của mình vào. Nếu buộc phải lựa chọn? Em vẫn nghĩ là em sẽ lựa chọn tính ứng dụng hơn. Tại vì em luôn luôn muốn mang lại một cái gì đó, cái đẹp nhưng mà nó có tính ứng dụng cao và người ta có thể sử dụng được nó. Câu hỏi đấy cũng khó thật, bởi vì nếu mà bản thân tôi chọn cách trả lời thì tôi sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Có thể tôi sẽ trả lời là một nhà thiết kế giỏi là một người nhà thiết kế biết làm đúng đầu bài. Đúng đầu bài ở đây đấy là do có thể công ty đưa ra hoặc là định hướng của bản thân đưa ra hoặc là bạn phối hợp với một đối tác nào đó đưa ra, đúng không ạ? Ví dụ có nhiều nhà thiết kế họ tìm đến sự sáng tạo, sự đổi mới. Có nhiều nhà thiết kế thì họ lại tìm đến sự ứng dụng tùy vào là khách hàng của bạn muốn gì, đúng không? Tôi nghĩ là có là sự sáng tạo hay là ứng dụng thì cái chính là bạn phải làm tới mới là câu chuyện quan trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ để hiểu rõ hơn về Thu An thì chúng ta sẽ cùng đón xem bộ sưu tập gần đây nhất của Thu An. Sưu tập này nói về gì? Em có một cái niềm yêu thích rất là lớn đối với thời trang bền vững. Và trong cái quá trình mà em tìm hiểu về thời trang bền vững ấy, thì em cũng đã tìm hiểu ra những cái vấn đề liên quan đến thời trang đạo đức ấy ạ. Bộ sưu tập này của em lấy ý tưởng từ tức là những vấn đề liên quan đến con người, liên quan đến các vấn đề về xã hội. Thì trong đấy là vấn đề về công xưởng bóc lột ấy, vẫn là một cái tấm màn mà kiểu người ta chưa, tức là thế giới chưa biết đến nhiều nhưng nó lại đang là những vấn đề rất là nóng hổi trong ngành thời trang. Cứ tưởng là cứ làm về thiết kế, làm về thời trang thì họ sẽ cần tận dụng đến những cái công sức lao động đó chứ. Thì đâu có được gọi là bóc lột nếu mà bạn được trả thù lao cách xứng đáng. Ở Bangladesh, các nước thứ ba, Bangladesh, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, cái môi trường làm việc và cái mức lương thù lao của họ rất là thấp. Thậm chí họ không thể chi trả đủ cho một cái bữa ăn của họ. Nếu như ai đã từng biết về cái vụ sập cái xưởng may ở Rana Plaza ở Bangladesh ấy, thì mọi người sẽ hiểu được là cái vấn đề là thực sự một cái vấn đề rất là đáng báo động trong ngành thời trang hiện tại. Tất cả những cái gọi là nôi gia công của thế giới thì ở Việt Nam thì tôi chưa nhìn thấy nhiều. Ở Việt Nam thì tôi vẫn thấy là công nhân họ có quyền lựa chọn, đúng không? Nghĩa là họ có thể làm theo mức lương họ mong muốn. Còn có thể là ở Bangladesh hoặc là ở những nước thứ ba khác, những cái nôi sản xuất thời trang giá rẻ khác thì chắc là họ bóc lột những người lao động rất là khủng. Và chính vì vậy trên cái mẫu thiết kế bạn dùng những cái đường may nó rất là gai góc, đúng không? Đó cũng là câu hỏi lớn của tôi cũng cảm giác là nó có một cái sự gì đấy rất là vẫn còn là bí ẩn. Bí ẩn theo kiểu phụ nữ. Nó có một cái thứ gì nó rất là nổi loạn ở trong mẫu thiết kế là em dùng rất là nhiều layer.
em dừng rất là nhiều sự mất cân bằng, mất cân xứng. Lúc ở trong trường thì em cũng có nhận thức được một điều là có vẻ là em khá là thích những cái nó có vẻ hơi nổi loạn và nó có vẻ hơi cá tính một chút. Thì từ trước đến nay thì em luôn thiết kế, nói chung là nó không phải là thiết kế của em, nó kỳ này thì thực ra là kiểu nó rất là khác biệt so với những kỳ trước. Tại vì cả một cái quá trình học LCDF gần 2 năm thì cái bộ sưu tập này của em nó là kiểu một cái sự khác biệt rất là lớn, đến giáo viên người ta cũng phải rất là ngỡ ngàng. Những người đã từng dạy em từ lâu rồi thì mọi người cũng suy nghĩ là mình chưa bao giờ nhìn thấy cô gái này làm ra những bộ đồ như thế. Và em thì từ trước đến nay thì tất cả các bộ đồ thì nó đều đi theo một cái phong cách rất là mạnh mẽ, khá là cá tính. Mà tôi chỉ có một điều như thế, mà em đang chăn trở về câu chuyện của góc lột về nhân công thì tại sao em lại làm rất là nhiều cái chi tiết thủ công như thế? Hiện nay thực sự em đang góp phần là để giúp cho người tại vì lao động có thêm việc không? Tại vì đối với em thì cái vấn đề nó không phải nằm ở việc là mình cho thêm người ta nhiều việc, mà vấn đề mình đối xử với người ta như nào, mình mang lại cho người ta cái gì nó xứng đáng hay không, mình có tôn trọng người ta hay không, mình có thực sự là kiểu mình muốn giúp người ta hay không. Chẳng như bây giờ mình muốn giúp người ta thì người ta cũng muốn giúp mình thôi. Hoàn toàn là bộ sưu tập của em thì em dùng những cái chất liệu khá là thân thiện với môi trường. Nó đều là có gốc từ các loại sợi tự nhiên như là cốt tông, linen. Tất cả những cái quy trình mà trong lúc mà mình sản xuất ra cái sản phẩm đấy nó đều mang tính bền vững. Liệu thì thời trang bền vững có phải là một hướng đi mới dành cho những người vừa có tài vừa có tâm hay không? Nó là một thứ xu hướng mà rất nhiều nhà thiết kế văn minh đang chú ý đến. Nó rất là khó làm, em công nhận không? Nếu mà phải sử dụng những cái chất liệu mà nó thân thiện với môi trường, dễ tái chế thì nó hơi hạn hẹp. Chắc là phải hy vọng được là trong tương lai nhiều người có tâm, có tài hơn sẽ tìm ra những cái loại vải thân thiện với môi trường, nhưng mà nó sẽ mang được lại nhiều cái hiệu ứng khác nhau giống như những cái loại vải khác hiện giờ đang có trên thị trường. Tôi nghĩ nó là một cái xu hướng rất yếu của thế giới văn minh mà thôi, bởi vì tất cả mọi người đều đang lo lắng là trái đất đang nóng lên từng ngày. Thực ra là em nghĩ là cái cách mà mình giải quyết cái vấn đề bền vững trong thời trang thì nó cũng có rất là nhiều cách. Tức là mình có thể tập trung vào cái tuổi thọ của sản phẩm, mình tái chế các cái sản phẩm đấy. Như em vừa nói là kiểu mình tính luôn cái quy trình của nó, tính luôn cái vòng đời của nó. Sau khi cái sản phẩm đấy mình không dùng nữa thì mình sẽ tái chế nó như thế nào. Rồi khi mà mình dùng các cái loại quần áo đấy mà kiểu để làm thành các cái sản phẩm phụ kiện như thế nào nữa. Và em thì em muốn tập trung vào cái mảng là thiết kế cái tuổi thọ của sản phẩm đấy. Tức là sản phẩm nó sẽ lâu dài, nó sẽ sử dụng lâu dài và nó có thể phù hợp với mọi hoàn cảnh. Cụ thể thì ý định dành cho tương lai của Thu An sẽ như thế nào? Hiện tại thì em cũng đang đi làm để tích góp thêm tài chính và tích góp thêm rất là nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị đi học, mà để đi du học. Thì em luôn muốn theo đuổi thời trang bền vững và học cái mảng về đồ functioning, tức là đồ kiểu chức năng ấy, tức là nhờ thiết kế mang tính ứng dụng cao và thiết kế nó có thẩm mỹ nhưng mà nó cũng có sự thông minh ở trong đấy. Chúc cho em sẽ hoàn thành tốt những cái mục tiêu của mình đặt ra trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bộ sưu tập mang tên Bản sắc Việt Nam. Và xin giới thiệu với khán giả, đây chính là chủ nhân của bộ sưu tập Bản sắc Việt Nam, bạn Thu Uyên ạ.
À, Thu Huyên, bạn có thể kể câu chuyện thời trang mà bạn muốn truyền tải trong bộ sưu tập của mình được hay không? Câu chuyện của mình là như là tìm về quá khứ, nghĩa là tìm về cái bản sắc dân tộc gốm sứ của Việt Nam ấy. Thì gốm Chu Đậu thì cũng đã nổi tiếng ở trong Việt Nam rồi, nhưng mà trước khi nổi tiếng ấy thì nó cũng đã một thời bị thất lạc trong cuộc sống á. Thì đã có người tìm lại và khai thác được cái chú gốm Chu Đậu và đưa chú gốm Chu Đậu ra nước ngoài. Bây giờ mình cũng muốn chuyển tải gốm Chu Đậu vào trong bộ quần áo thời trang của mình. Em đã dùng những phương pháp để in tải để tạo thành cái hoa văn của cái gốm Chu Đậu lên quần áo đúng không? Đúng rồi, nghĩa là em đã nghiên cứu về họa tiết trên gốm, sau đó đưa lên máy tính và đưa vào hình in trên váy ạ. Để nghiên cứu ra những hoa văn thời trang như thế này thì bạn sẽ nghiên cứu mất trong khoảng bao nhiêu lâu? Trong khoảng tầm 1 tháng. Nghĩa là bọn em trước tiên là sẽ nghiên cứu về concept, mình sẽ nghiên cứu về lịch sử hình thành gốm Chu Đậu này, sau đó là cách làm, cách vẽ hình được vẽ ở trên đó, sau đó thì mình sẽ nghiên cứu form dáng sao cho phù hợp với bộ sưu tập của mình, nghiên cứu về trend, kết hợp giữa trend và concept đó mình sẽ vẽ ra bộ sưu tập và đưa ý tưởng của mình lên trang phục. Thoạt nhìn thì Huyền Quỳnh cảm thấy bộ sưu tập này mang tính ứng dụng rất là cao. Chủ ý của Thu Huyên sẽ có phải là để mang ra bày bán bộ sưu tập này hay không? Thực ra mình sẽ thiên về quần áo ứng dụng nhiều hơn, tại vì mình muốn đưa bộ sưu tập của mình ra cho mọi người có thể mặc được, có thể là đi sự kiện, đi chơi chẳng hạn. Bộ sưu tập này thì bạn có biến nó thành những cái loại trang phục khác ứng dụng được cao hơn không? Ví dụ như những chiếc tầm đi chơi ngắn hơn, hoặc là mình gọi là tối giản hóa đi để mình bán sẵn ấy. Trong bộ sưu tập của em ấy thì sẽ có những kiểu như là áo sơ mi sáng dài, hoặc là những chiếc váy ngắn hơn thì có thể phù hợp với mọi người, có thể đi chơi và đi dự tiệc bình thường ấy. Con đường mà bạn xác định sẽ là làm thời trang vì đam mê hay vì thương mại? Mình nghĩ là mình vì đam mê. Tại vì trước khi vào trường này thì mình cũng đã từng học trường khác, nhưng mà vì đam mê nên mình mới bước sang là thời trang ấy. Kế hoạch tương lai của em là nghiên cứu, chắc là sẽ mở một thương hiệu thời trang của mình. Nhưng mà trước khi đó thì em nghĩ là em cần phải trau dồi kiến thức nhiều hơn. Em đang đi làm thêm ở cộng tác với hãng thời trang khác để mình có nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình hơn. Có rất là nhiều khách hàng không muốn mặc những thứ nhàm chán thì họ muốn những thứ rất là phá cách, kỳ lạ. Còn có những khách hàng thì họ chỉ thích những thứ mà giống nhau hoặc là an toàn. Đúng không ạ? Ví dụ một nhà thiết kế giỏi là một nhà thiết kế biết giải bài toán cho bản thân mình đặt ra. Xin cảm ơn Thu Huyên rất nhiều. Cảm ơn biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một nhà thiết kế thì luôn luôn sống với cảm xúc của mình. Tuy nhiên, một nhà thiết kế thành công thì là người sẽ mang được những cảm xúc sáng tạo của mình vào với ứng dụng thực tiễn. Không chỉ làm đẹp trên sàn diễn mà còn được nhiều người ưa chuộng và sử dụng, thì đó mới là một sản phẩm hoàn mỹ. Và vào những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Thời tiết giao mùa thật đẹp và lãng mạn, luôn gợi cảm hứng cho mỗi người muốn thay đổi bản thân để thả hồn, thong dong đi dạo trên phố. Thật tuyệt vời nếu như bạn có một kiểu tóc bồng bềnh mới lạ và phong cách để tự tin đi chơi hay đi dự tiệc trong tiết trời thu đông như thế này. Let's Go, nào cùng dịch chuyển, sẽ cùng bạn khám phá một địa chỉ làm tóc ở Hà Nội. Thực ra tất cả những cái kiểu tóc mà cá nhân tôi đưa ra thì nó sẽ phù hợp với cả bất kỳ trong một hoàn cảnh nào. Thì đôi khi trong những cái hoàn cảnh mà đời thường, hay là chúng ta khi mà muốn thay đổi mạnh mẽ hơn để đi dự tiệc, thì chúng ta có thể tạo kiểu, hay có thể sử dụng gel hoặc một số những cái sản phẩm tạo kiểu khác, hay là sử dụng những cái máy xoăn giả hay máy sấy để giúp cho tóc trông bồng bềnh hơn có thể. Nằm trên đường Sơn Tây, Hà Nội, đây là một địa chỉ quen thuộc của chị em. Bắt nhịp kịp với xu hướng tóc đang được ưa chuộng, các chuyên gia tạo mẫu tóc sẽ giúp bạn có được một kiểu tóc ưng ý. Mái tóc này rất là dễ chăm sóc và dễ bịt đồ ạ. Đi đâu cũng có thể rất là xinh đẹp. Đây là một kiểu tóc thời trang, cá tính và quan trọng là hợp với khuôn mặt của em. Đây
Đây là những kiểu tóc được yêu thích trong mùa thu đông năm nay. Tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người mà bạn hãy chọn cho mình kiểu tóc phù hợp. Chúc chị em luôn xinh đẹp và tìm được một địa chỉ làm tóc tin cậy.